này, anh đố em, đố em biết con hổ kêu sao không? Vậy có mèo kêu sao? Nghèo nghèo nghèo. Hả? Ủa sao lại nghèo nghèo nghèo? Anh tưởng là mèo 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 chứ. Mày này thất nghiệp đói quá, mấy mèo nhà em cũng đói theo. Sáng nào gặp nhau nó cũng kêu nghèo 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 thôi à. Sao em không nói anh sớm để anh chuyển tiền cho? Em không nhớ là hồi trước tụi mình có dư một ít à? Anh lấy số tiền đó đi đầu tư Bitcoin, giờ Bitcoin đi giá. Mình nên trả giao dịch như Zalo bán đi là có tiền đến tay rồi. Wow, hay quá vậy. Ừ. Anh đố em nha, con Hoàng nó kêu như thế nào? Mày dám ngoại tình đúng không? Hả? Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Từ từ, bình tĩnh, em đánh quá là chết anh luôn á. Em có sai về ai đi nữa, em có làm cái gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá. Anh có làm gì đâu mà em nói anh ngoại tình. Hồi nãy tôi nghe mày nói chuyện điện thoại, mày nhắc cái con mít nào đó, rồi mày nói lên sàn cái đó nữa, mày tính vô bàn chơi đó đúng không? Trời ơi, tưởng cái gì, biết ở đây có nghĩa là Bitcoin, lúc đánh bạc mới đánh bạc nữa. Cứ gọi là Bitcoin đang lên giá thì nên sàn giao dịch gì, miễn tao đâu bán ra mà lấy nợ, lấy tiền đầu tư rồi mua nhà mua xe cho em thôi, có gì đâu. Ra là vậy. Oh, khi mắt đó chưa, trong lớp của mình.